Anh ngồi đi anh. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay xin nhân về thăm gia đình, nói chung là về thăm gia đình mà cũng có mấy cái tin vui cả nhà ha. Bây giờ trước mặt cả nhà mình là đây một người là rất là quen thuộc phải đúng không? Cái này là khỏi cần phải giới thiệu đúng không cả nhà mình? Đây là khỏi cần giới thiệu cả nhà mình biết đúng không? Còn mình giới thiệu cho cả nhà biết ha. Đây là bạn Thanh Bình Ngọc Trinh ở Mỹ. Về nước chơi xong rồi ghé nhà Thiên Nhân chơi thăm gia đình Thiên Nhân và cùng gặp bé thì thăm mình Ngọc Định này đối với Thiên Nhân là như thế này để cho Thiên Nhân nói sơ các nhà mình hiểu ha, là lúc đầu tiên mà cả nhà mình nhớ là Thiên Nhân mua hạt mua gạo hay là cái gì rất là nhiều để chứa trong nhà để đi đến các trạm đầu tiên đó, đi giúp những cái hoàn cảnh nghèo khó khăn đầu tiên đó. Bạn Thanh Bì là Ngọc Định này là làm cái nhu cầu của Thiên Nhân đầu tiên đó đó cả nhà ha. Đây là một chứ lại có một thời điểm mà Thiên Nhân nói là Thiên Nhân bán cái lồng chim để làm gom vô là cho người nghèo đó. Làm cái này một bệnh này bỏ tiền ra mua luôn, giờ mấy cái lồng chim vẫn còn để trên lầu đó cả nhà ha. Làm ra là không muốn giữ lại cho Thiên Nhân làm kỷ niệm, và bạn thân mày này là giúp cho Thiên Nhân làm cái cầu nổi để cái nhu cầu đi đến các trạm và những hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều đó. Đây là anh mình một bệnh cả nhà ha. Em có gì em nói với anh chạy chú không? Đi đây luôn. Hello mọi người. Mình không biết nói gì, chỉ có biết nói là cái cảm tưởng của mình thôi. Cảm tưởng của mình là vào năm 2020 hồi dịch tới giờ là mình coi mạng, rồi mình rất là ngưỡng mộ tấm lòng của Phi Lê, của tất cả mọi người trong gia đình Phi Lê rất là đông, có cậu, có dì, có mấy cháu Phi Lê, giúp Phi Lê đã hoàn thành một cái chợ để mà giúp đỡ các bé có chỗ để mà cô mang các bé, nên mình rất ngưỡng mộ hai vợ chồng Phi Lê, rồi rất ngưỡng mộ anh Siêu Mơn. Hôm nay cũng là có cái dịp rất là có duyên và rất là vui mừng được gặp những người mình ngưỡng mộ. Cho nên đến ráng đường xa xôi, ráng đến thăm những người này. Như vậy cả nhà, đúng ra bạn Thanh Mì này qua bên nhà Thiên Lê thăm cùng các bé và thăm gia đình Thiên Lê, nhưng mà bạn tâm sự với Thiên Nhân nói rằng là đường qua bên nhà Thiên Lê hơi xa và có xe không bên hơi nhiều, bạn sợ với lại qua phà, đó là sự thật đúng. Thì Duy Kiều nói chung là lâu lâu có về một lần thì thấy xe hộ Việt Nam mình chạy không có đường lối gì hết, ai cũng không sợ, cái đó là cái nhà mình cảm ha. Giống như tối anh có đợi nói chuyện với em vậy ha. Rồi em có đôi lời muốn gửi đến khán giả của anh không? Thì lời nói đầu tiên thì tôi lên xin chào giả khảo và một chương trình Mạnh Quân ở bên kênh của anh Sinh Nhân Việt Nam. Thì nói chung thì cũng hơn một năm rồi thì anh em mới thực hiện vào cùng. Đúng rồi. Cái bây giờ dịch Covid thì anh em mới gặp lại. Thì anh em hết dịch mà gặp lại em gặp lại gặp mặt được nó còn rồi. Đó, chứ là em cũng thấy trên mạng em mới hoàn thành một cái máy ấm cho mấy đứa cháu bị bỏ rơi á. Em cũng rất là mừng luôn. Đó, mà hôm nay tôi dê rất là vui. Thì được gặp quý mạng quân đã từng hỗ trợ cho máy ấm hay thứ máy ấm mà thứ nhất khi mà xây dựng á. Chị Thanh Bì này thì dê rất là vui luôn. Nhưng mà hơn nữa một cái đích là bị chuyện. Dạ. Thì chị Lê cũng biết nói nhiều hơn. Chị Lê cũng cảm ơn tất cả mọi người. Và chị Lê với lại anh Suy Nhân hứa sẽ cùng đồng lòng để mình biết cơ điểm của bé chó thì cơ nhà ở bỏ lên thì chỗ bước bỏ ra được. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Rồi bây giờ em về em có thể là chờ cho khán giả biết giống như là về bao lâu rồi, khi nào đi được không, hay là như thế nào được không? Về đây là có vui không? Chứ lại bao nhiêu năm rồi mới về Việt Nam rồi vậy đó, có sợ xe không? Có, nghe người ta hù cái là không dám đến nhà Phi Lê liệu. Thì cảm nhận của mình là nhưng mà cái này là ai hù kịp? Ai hù á? Người nhà hù, nó lắc người nhà la. Chứ là người nhà lo lắng thôi, lo lắng cho mình sợ mình đi nguy hiểm thôi chứ không có gì hết. Thì mà thấy thì cũng
bây giờ chị giỏi lắm, giỏi lắm. Tại vì trong thời gian hiện nay á thì có nhiều khán giả mà hỏi tại sao mà mấy ấm em không có quay lên, tại vì cái cảnh sinh hoạt cho mọi người xem, nếu mọi người thì cũng đi tay ủng hộ thì em chia sẻ với chị, em chỉ em qua em set up em chờ đợi vậy đó, để chị qua mà để quay cái cảnh đó đó, nhưng mà không có thể quay được. Hay là thì nhà cũng người nhà chị á no thì khỏe với lại tự nhiên thì đúng. Thôi rồi, anh mời em và mấy anh em mình nhập tiệc cho vui ha. Bữa tiệc không có gì, nó tiệc thì nói nó quá, chứ thật sự ra nấu nồi bún bò hay gì đó cả nhà mình ha. Rồi mấy anh em ăn cho vui chút xíu nha, mời cả nhà mình cùng ăn với gia đình chúng ta ha. Xin mời chị Hồng Vân.
anh đi trở lại cạnh. À, bữa nay có thị hồ á. Đây là khẩu làm vợ. Rồi chỉ là anh nó bé thôi. Cơm là 3 giờ khuya mình đem nấu rồi. 3 giờ khuya mình đem nấu sẵn hết rồi. Đồ ăn mình khá là sẵn hết rồi. Để là dặn chỉ được rồi. Thì bữa anh chỉ em bạc á. Em cũng lấy bên bạc thôi. Cái đồ ăn á. Bên đó đồ ăn á. Mà kiếm hết rồi. Mà tự ra á. Mình tới đó mấy lần. Tới đó mình tới tại chỗ á. Mua nhiều lần. Thì thấy làm cũng tươi. Ra củ quả cũng tươi. Nó thấy được, còn giá cả thì không biết, giá cả thì chỗ này chỗ kia tiền mình kiếm ra đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là mình vô mình nhìn thấy người ta làm á, thấy rau củ rồi cả thứ tươi cũng được. Trong cái mấy đối diện nhà cũng luôn cho mấy người cháu có chủ rồi, rồi họ ghé ngoài được mặt cũng rất mừng có chuyện, mẫu ghê á, nếu mà không có chuyện, ông muốn cho có đủ. Thì nói mình đâu phải là cái đặt phát thanh hay là như là chia sẻ tâm sự với ta, uống cái chó xong, chiều mai không, chỉ nhớ quá, buồn quá, gọi điện thoại chi, có thể là ngày nào cũng xong rồi họ khóc nữa. Ngồi những khi ngồi thăm nha, từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều rồi em hỏi anh làm gì hả, mình còn làm ăn gì được không? Không có bụng quá chị. Đây là Mình Hải đây nè, cái nhà mình đó thôi. Mình Hải bị xe cán đứt hai cái giò rồi. Xe cán đứt hai cái giò con rồi. Nè cầm mặt, cầm máy gì nè Dân. Năm 2020, năm nay 2 năm rồi. Từ 20 là quen biết tới nay 2 năm rồi ha. 2 năm rồi, giờ đúng rồi. Ôi, đậm ra vậy đó hả? Chắc chơi thử hai. Chắc này nặng quá. Ừ, nặng lắm. Chơi vậy đó hả? Nó sạch sạch quá ha. Quá này mong sạch ghê đó. Hả con? Dạ, con chú thương quá. Con gái vậy hả? Con gái đó hả? Con gái. Giống như đứa bé, nó nhõng nhẽo, với lại nó nhõng nhẽo, nó được ôm nè, cái này là bị chạy không, nó đập vô cái chuồng thì lạ, đập chuồng bị chạy chảy máu, có bông gòn nè, nó sạch sẽ ghê, cái bông gòn nè, đi tỉ muội đây, ông Hải đây, ông Hải đây. Ê, Long Hải luôn rồi. Này. Ra đây, mẹ ra đây. Long Hải ơi, có nhà chuyên nhân nhà cả nhà mình, có xe cán đứt hai cái chân sau rồi. Đó, hai chân sau của em vậy đó, nè. Nè cả nhà mình, ngửa em lên, ngửa mình mới thấy. Thương quá. Chừng nghe chị, cái tay em nó hoạt mạnh lắm đó hả, nó hoạt mạnh lắm nè. Con nghe đi, con nghe đi. Coi cái này, chồng tắm đi. Đó, vượt về nửa vòng trái đất về đây ôm Long Hải đó cả nhà mình. Ôm mình điên đó. Rồi, lấy địa chỉ nha. Lát gặp ở đó nha. Chạy qua gần lắm á. Cả nhà mình thấy bạn thêm mày Ngọc Trịnh vượt giữa nửa vòng trái đất hơn gì đó về ôm bình yên. Bình yên. Còn đây là Long Hải, Long Hải bị xe cán khúc này vẫn còn lật lờ nha nha. Nó bên đây thì cái xương nó chỉa ra hoài à. Còn trong đó thì trong chuồng á thì giờ tạm thời là siêu quậy, siêu ốc tiêu. Ốc tiêu ba đâu rồi? Đùi lật kìa, đó. Đó, ốc tiêu đâu rồi? Ốc tiêu ơi. Tỷ đâu rồi? Tỷ ba đâu? Tỷ ba đâu, cục bông gòn đâu, đó, cục bông gòn đây, đó, tỷ đây. Luôn. Đó, cho mẹ thăm mì, mẹ thăm mì tha hồ mà lận, tha hồ mà lận, đó. Chịu không nổi tôi nói chưa, chịu không nổi chưa. Bữa đêm cay sắc rồi nó đâm như bắt hành quá. Hai triệu mốt á, 4 trăm ngàn tiền lót nữa.
chưa được một tuổi, nó là nó tái cái này nó mới được một tuổi. À, siêu nhân về mua nguyên xe thịt đây là cả nhà mình ha, đây nguyên xe thịt chuẩn bị đâu đó để chuẩn bị đi 95 kg, bữa nay lên dữ lắm nha cả nhà nha, 25.000 một ký, 25.000 mấy trăm gì đó, bình yên nè, 25 mấy trăm hay sao quên. Đây câu là bình yên, mấy trăm? 25 ngàn trắng hả? 25 ngàn trắng. 2 triệu 3 mấy chục đó không? Được rồi. 2 triệu 387 ngàn. Nè, cả nhà mình thấy là 95 kg, 95 kg rưỡi, 25 ngàn ký, 2 triệu 387 ngàn, lên khủng khiếp không cả nhà mình? 25 ngàn ký luôn. Qua hổm có 6 ngàn. Hải ơi, Hải à, Hải ơi. Ông Hải ơi. Đâu Hải ơi. Bạn nào Hải là trai mấy nhà mình. Trai lắm á. Thôi rồi anh về, em về luôn ha, chúc em có một chuyến đi về Việt Nam thật là vui ha, chúc em qua Mỹ bình an nha, đi thịnh vùng xuôi gió ha, cảm ơn ha. Cảm ơn chúc em được về nhiều sức khỏe bình an ha. Sầu riêng trái cây quá chừng luôn. Rồi đây là bạn thăm mì hết cả nhà ha, tiểu nhân quay cho cả nhà mình xem, mấy ngày nữa là bạn đã về Mỹ lại rồi cả nhà ha. Rồi siêu nhân tranh thủ siêu nhân chạy về tỉnh với mấy bé đây. Đúng rồi, khó lắm lắm rồi. Nhìn cái tướng mà bị nổi là khó tính lắm luôn. Khó tính á. Hải ơi, Hải à, hai ba con. Hải ơi, Hải à, Hải ơi. Ồ Hải đó. Hải ơi, Long Hải ơi. Long Hải ơi. Long Hải đó cả nhà mình. Ồ. Thương hai cái tái chợ là thương lắm, thương lắm. Sắp tới 3 rồi. Đây là siêu quậy nè, đây là siêu quậy. Anh đi đây. Rồi, về. Thôi, bà đi nha, gái, nó già. Khẩu trang rồi đâu? Nó già, khẩu trang trong túi rồi, khẩu trang trong túi rồi. Vậy xong hôm qua anh lo xong cái cuối tuần anh về, phải không? Không phải, chừng nào mà hết đồ ăn mới về. Mấy tuần, 3, 4 tuần rồi đó, mới về. Rồi, bình yên đây, cái nhà ha. Gì lo rồi. Về, sao về được? Đó, bình yên đó. Không, sau này có anh gì thì mới giao được. Đó, giờ, đi đây là không, cả nhà mình. Cái đi nha. Đi nha, đi. Nó. Ôi, thôi, không có đập mừng á. Nghiệp không? Cuối cùng siêu nhân cũng chở 95 kg rưỡi thịt về tới trạm này cả nhà ha. Mà hồi nãy nó đi dọc đường á, nó xẹp đông từ từ á, dây ràng mình nó gịch vô á, nó rớt cái bục bịch, phải đậu xe lại ràng lại lần nữa nè cả nhà mình. Trên dưới nè, đây nè, hai bao nữa. Quá hơi khó chạy nha. Rock.
sẽ phân ra 3kg, 4kg giống như bà hổm cả nhà ha. Siêu nhân xin tạm tắt bếp lại nha cả nhà mình. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo.